Xin kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. Rất vui được gặp lại quý vị qua bài đọc với tựa đề Trung Mỹ đang bị mắc bẫy Thucydides trong biển Đông. Phần 1, xin mời quý vị cùng đón xem. Thucydides là nhà sử học Hy Lạp cổ đại, quan sát cuộc chiến tranh Peloponnes giữa quyền lực mới trỗi dậy Athens và quyền lực cũ Sparta phá tan nền Hy Lạp cổ đại ông đưa ra nhận xét. Chính sự trỗi dậy của Athens và nỗi sợ hãi mà nó gây ra cho Sparta đã khiến cho chiến tranh trở thành tất yếu. Nghĩa là bẫy Thucydides đã hàm nghĩa chiến tranh là xu thế tất yếu khi một trung tâm quyền lực mới nổi lên đe dọa thay thế trung tâm quyền lực cũ. Khi Hillary làm ngoại trưởng thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, chính phủ Mỹ có tầm nhìn chiến lược khá tốt là xoay quanh châu Á Thái Bình Dương để kiềm chế sự trỗi dậy không thân thiện của Trung Cộng. Do hai đời tổng thống Bill Clinton và Bush con 16 năm duy trì một chính sách tin cậy và hợp tác chặt chẽ với Trung Cộng, không cảnh giác trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Cộng theo quỷ kế giấu mình chờ thời. Bill Clinton còn tiếp thêm vây cánh và cơ hội nổi dậy không gì ngon hơn cho Trung Cộng khi kết nạp Trung Cộng vào WTO. Bush con thì lôi cả Mỹ vào vòng xoáy hai cuộc chiến Afghanistan và Iraq hao tài, tốn của, chết người. Sau biến cố tòa tháp đôi bị Bin Laden đánh sập, bỏ mặt Á Châu Thái Bình Dương cho Trung Cộng thao túng như trốn không người. Nên Hillary và Obama đã định hình lại chiến lược xoay quanh trục châu Á-Thái Bình Dương để kiềm chế Trung Cộng, thì có vẻ như là đã quá trễ cho một Trung Cộng không còn giả nai giấu mình chờ thời. Trung Cộng đã thực sự lớn mạnh, vươn vai phù đồng, áp đặt được sức mạnh kinh tế, quân sự, ngoại giao, đặc biệt là sức mạnh mềm viện trợ bẫy nợ lên rất nhiều các nước trong khu vực, xuống tận châu Lục Đen, châu Mỹ La Tinh một số nước trong khu vực ấn độ dương thả chân rết vào bắc phi trung đông và cả một số nước châu âu tiếc là khi ấy obama bị hào quang giải nobel hòa bình chưa làm gì mà có vì mới chân ướt chân giáo và tòa bạch ốc đã nhận giải thưởng đúng là ban tổ chức giải nobel quá tùy tiện quá ẩu khi trao giải cho một người chưa có thành tích gì khả dĩ giải Nobel hòa bình danh giá ấy đã làm cho Obama lúng túng giữa hai giải pháp, hòa bình vô điều kiện trong lĩnh vực tôn giáo hay hòa bình có điều kiện trong lĩnh vực chính trị. Ông đã vội vàng chuyển hết quân từ Iraq sang Afghanistan, bỏ chống quyền lực cho nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hình thành và lớn mạnh quá nhanh tại Iraq. Không chỉ gây tang thương cho Iraq, mà còn mở rộng và lấn sang qua Syria gây phủng bố, chết chóc, đe dọa an ninh châu Âu và thế giới, khiến Mỹ phải hao quân, tốn của, mất quá nhiều thời gian mà vẫn không đánh dẹp triệt để được. Obama cũng chập chờn không xử lý dứt khoát việc Tổng thống Syria dùng vũ khí hóa học tấn công thường dân và Syria đã vi phạm làn danh giới đỏ của Mỹ để nga nhảy vào, nẫng tay trên, đá đít Mỹ và thả quân làm chủ chiến chính trường Syria làm Mỹ càng thêm khó khăn trong việc ổn định tình hình Bắc Phi Trung Đông. Quân Mỹ kẹt cứng không thể xoay trục về Á Châu để kiềm chế Trung Cộng. Việc Putin đã nuốt chửng Semia của Ukraine đã khiến cho NATO bị lôi cuốn vào việc tăng cường quân sự đối phó với tham vọng địa chính trị của Nga, buộc quân đội Mỹ phải gia tăng bảo vệ châu Âu, biến mục tiêu ban đầu của Trung Cộng là mối đe dọa trực tiếp, chuyển thành Nga là mối đe dọa trực tiếp Trung cộng là mối đe dọa tiềm tàng và quan điểm chưa hợp lý đó khiến cho Trung cộng thành mục tiêu không đáng quan ngại trong tương lai gần. Nên Obama đã giảm kinh phí quốc phòng nhằm đối phó với nền kinh tế Mỹ đang suy thái, giúp giảm gánh nặng ngân sách đang bị bội chi quá lớn, càng làm cho quân đội Mỹ trở nên yếu thế hơn trước sự lớn mạnh trong một càng ngày của PLA, do Trung cộng đã chi tiêu ngân sách quá nhiều trong quốc phòng để nâng cao sức mạnh của quân đội PLA đó cũng chính là thời điểm chín mùi để Tập Cận Bình không còn giấu mình chờ thời. Công khai giấc mơ Trung Hoa tranh bá với Mỹ bằng sáng kiến vành đai con đường đầy tham vọng. Bằng kế hoạch ngàn người và kế hoạch Made in China 2025. Bằng việc gia tăng sức mạnh cơ bắp tranh chấp với vùng Senkaku của Nhật. Áp lực quân sự lên Đài Loan. Chiếm bãi Sakabros của Philippines tôn tạo bảy bãi đá ngầm quần đảo Trường Sa cấp của Việt Nam thành bảy đảo nhân tạo và quân sự hóa bảy đảo đó. Bằng việc hạ đặt giàn khoan HD 981 trong vùng EZ của Việt Nam, bằng việc bật đèn xanh cho Kim Đông Un thử phi đạn liên đục địa, thu nhỏ bom hạt nhân thành đầu đạn để gắn vào phi đạn đe dọa Hàn, Nhật, Mỹ, phá rối trật tự thế giới do Mỹ lãnh đạo, làm suy yếu Mỹ để Trung cộng dần dần thay thế vào vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ. Tổng thống Obama đã điều chiến hạm Mỹ tuần tra định kỳ vài tháng một lần qua Biển Đông để đảm bảo tự do hàng hải, thách thức yêu sách chủ quyền đường lưỡi bò chiếm gần 90% diện tích Biển Đông của Trung cộng. Nhưng gây chẳng qua được khó khăn gì cho Trung cộng khi mà Trung cộng đã đặt mọi chuyện vào sự đã rồi. Obama còn thiết lập Hiệp định TPP nhằm cô lập kinh tế Trung Cộng. Song nếu Mỹ thành công cũng chưa chắc gây được khó khăn gì cho kinh tế Trung Cộng. Khi Trung Cộng nắm trong tay chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp của Trung Cộng sẽ linh hoạt chuyển qua các nước thành viên TPP, như Việt Nam chẳng hạn, để hưởng ưu đãi mậu dịch TTP. Còn khi kinh tế Trung Cộng lớn mạnh hơn, lúc đó TPP và VTPP rút Trung Cộng lấy củi nấu đậu có vẻ như giải Nobel hòa bình khi không làm mà có đã làm trạch hướng đúng đắn ban đầu của Hillary và Obama là xoay trục qua Á Châu Thái Bình Dương để kiềm chế sự trỗi dậy mang tính cơ bắp của Trung Cộng. Bị Putin sỏ lá bỏ chân kèo gây khó khăn, chẳng khác gì tung hỏa mù khiến cho Obama rơi vào ma trận của Tập Cận Bình. Để kết thúc sự nghiệp một cách ê chề trước nụ cười mãn nguyện mang tính kể cả của Tập Cận Bình. Phủi tay, quay lưng, không thèm nghênh tiếp Obama khi Obama đến dự hội nghị G20 tại Trung Cộng. Để Obama phải chui lủi, chui qua cửa hậu phi cơ, không ai đón đưa, ngậm ngùi ngao ngán cho cuộc đời đen bạc. Đúng là, còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình. Kính thưa quý vị và các bạn, nội dung bài đọc đến đây là hết phần 1. Phần 2 sẽ đề cập Donald Trump và cái bẫy của Thucydides si trên Biển Đông. Xin mời quý vị cùng đón xem.